làm đẹp từ các loại rau trong vườn. Các loại rau như bắp cải, rau má, rau ngót, rau diếp cá không chỉ là những vị thuốc quý tốt cho sức khỏe từ bên trong mà còn có công dụng làm đẹp da từ bên ngoài. 1. Tác dụng làm đẹp da từ bắp cải. Trong đông y, bắp cải có vị ngọt, hàn tính, không độc, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm thấp, mát dạ dày, giải độc, lợi tiểu mụn nhọt, chống suy nhược thần kinh, giảm đau nhức, phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3 cho biết, trong bắp cải trắng có nhiều vitamin A, B, C, H. Bắp cải tím thì chứa nhiều vitamin C, K và hàm lượng cao polyphenol, anthocyanin. Trong các loại rau bắp cải này đều có chất chống oxy hóa cao, tính kháng viêm nên có tác dụng giúp da mềm mại, đàn hồi, bảo vệ da khỏi tổn hại của tia cực tím. Khi sử dụng bắp cải chăm sóc da, cần rửa kỹ, ngâm muối khoảng 30 phút. Nếu làm mặt nạ, nên sắt nhỏ bắp cải rồi đem nấu như với sữa thành một hỗn hợp thật sệt rồi đắp lên da. Khi nấu không nên để ở nhiệt độ quá cao vì sẽ mất đi vitamin có trong bắp cải. Đối với da khô, trộn thêm hỗn hợp trên vào lòng đỏ trứng. Da nhờn, trộn thêm lòng trắng trứng. 2. Rau má làm đẹp da. Rau má có chứa beta-carotene, canxi và các vitamin B1, B2, B3, C và K. Rau má có vị đắng, hơi ngọt, tính bình, tác dụng dưỡng ẩm, thanh nhiệt, giải độc lợi tiểu, sát trùng, chứa thổ huyết, mụn nhọt, rôm sẩy. 3. Rau diếp cá. Đây là loại rau có vị cay, tính hơi hàn, có khả năng kháng khuẩn nên được dùng để trị mụn và dưỡng da rất hiệu quả. Chỉ cần nghiền nát rau diếp cá, lấy nước cốt này thoa lên mặt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Mặt nạ này có thể để qua đêm, làm liên tục trong vài ngày sẽ cảm nhận được da mềm, mịn, mát, giảm hẳn mụn, giảm thâm và trắng sáng hơn. Với da nhờn, có thể pha thêm một chút muối. Nếu có điều kiện thì có thể pha nước cốt rau diếp cá với mật ong, nước cốt nha đam. Hỗn hợp này cũng có tác dụng làm đẹp da, giảm mụn. 4. Rau ngót. Rau ngót có chứa nhiều chất đạm, gồm nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể, điều hòa mật độ canxi trong máu, phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi. Do chứa nhiều khoáng tố vi lượng như canxi, phốt pho, sắt và nhiều vitamin C, nên rau ngót còn giúp hỗ trợ chữa bệnh thiếu máu, tăng sự hấp thu của hệ tiêu hóa, ngăn sự xuất hiện của các bệnh mãn tính của mạch máu, hỗ trợ giảm cholesterol, hạ huyết áp, tăng thị lực, chứa mụn nhọt, viêm loét, làm đẹp da.